Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ làm video về đề tài, đó chính là các lưu ý khi chuẩn bị một bài thuyết trình. Thì không biết ở đây có ai đã từng hoặc là đang bị sợ khi thuyết trình hoặc là giao tiếp với mọi người xung quanh không nhỉ? Mình thì trước kia mình cũng từng là một người rất là nhút nhát và rất là sợ khi thuyết trình ấy. Nhưng mà sau khi mình học môn thuyết trình của thầy Nguyễn Mạnh Hải và học năm đầu tiên thì mình học cô Vân Hải. Sau khi học được môn này được nửa quá trình thì mình đã rút ra một số lưu ý khi chuẩn bị một bài thuyết trình. Thì khi chuẩn bị, mình đã có sự chuẩn bị trước thì có thể sẽ không run như trước kia. Nhưng nếu bạn gặp phải một trường hợp, một ngày bạn bất ngờ nhận được một yêu cầu của lãnh đạo là thuyết trình trước một số lượng khách hàng hoặc là nhà đầu tư để giới thiệu về công ty hoặc là quảng bá về sản phẩm dịch vụ của mình, bạn có thể không tin vào tai mình là mình sẽ phải thuyết trình, trong khi thuyết trình bạn chưa hề nhận được một trang thiết bị hoặc là một kỹ năng nào trong công việc này. Bạn sẽ tưởng tượng được quang cảnh bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về bạn. Người đang đứng trên bục thuyết trình có thể mặt bạn sẽ đỏ ran lên hoặc là mất bình tĩnh, miệng lắp bắp không nói lên lời. Hai tay thì cứ loay hoay ở mấy tờ giấy đã chuẩn bị trước, nhưng mà bạn vẫn rất là sợ. Vậy nên sẽ làm thế nào để không phải rơi vào tình trạng đó? Tôi sẽ đưa ra một số lời khuyên dưới đây để giúp bạn thực hiện một trình thành công, cho dù đây là lần đầu tiên bạn thuyết trình đi chăng nữa. Thì đầu tiên, bạn sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Bạn nên tìm hiểu về đối tượng sẽ tham dự buổi thuyết trình để có cách ăn mặc ấn tượng cho phù hợp, cũng như chuẩn bị về tâm lý, tác phong giao tiếp và nội dung cuộc nói chuyện cho buổi thuyết trình phù hợp với mọi lứa tuổi. Chủ đề mà người nghe quan tâm. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng một nền tảng kiến thức sâu rộng mới tạo nên sức mạnh của một buổi thuyết trình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải luyện tập trước ở nhà, ở nơi mình chuẩn bị thuyết trình. Bạn lên luyện tập ở công ty hoặc là ở nhà trước một tấm gương lớn, hoặc là nhờ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nghe và góp ý. Điều đó sẽ giúp bạn có phong cách tự tin và cuốn hút, cũng như nắm vững những nội dung cần thuyết trình, đặc biệt là điều khiển tốc độ nói để ước lượng thời gian và kiểm soát giọng nói của mình cho phù hợp với không khí của buổi thuyết trình. Hơn nữa, việc luyện tập trước ở nhà sẽ giúp bạn tránh được những sai sót có thể mắc phải trong buổi thuyết trình. Tiếp theo, mình sẽ nói đến đó chính là trình bày ngắn gọn và thuyết phục. Đôi khi bạn sẽ chỉ có 5 phút cho buổi thuyết trình, nhưng bạn hãy tự tin và hãy truyền đạt những thông tin cần thiết. Do đó, nên xin lỗi khán giả trước hoặc là đề cập đến việc bạn không có nhiều thời gian, để tránh tạo ấn tượng không tốt ngay từ giây phút ban đầu, bởi vì người ta sẽ nghĩ bạn đã không chuẩn bị kỹ trước khi nói. Hãy vào đề ngay và chia nhỏ nội dung để bài thuyết trình được mạch lạc và suôn sẻ hơn. Tiếp theo, mình sẽ nói lưu ý tiếp theo, đó chính là biết từ chối khéo. Thì trong buổi thuyết trình, bạn nên từ chối trả lời một số điều mang tính chất như là kiêng kỵ trong lần gặp đầu tiên hay ở hội thảo đông người. Chẳng hạn như các câu hỏi về chi phí này, tài chính nói chung, bạn nên biết cách lái những câu hỏi này hoặc từ chối nhẹ nhàng, lịch sự. Ví dụ như là tôi e là chúng ta đề cập vấn đề này hơi sớm, hay là bản thân tôi cũng chưa nhận được quyết định cụ thể nào, vân vân la la gì đó. Thứ năm đó chính là điều chỉnh giọng nói. Kể cả khi bạn có ít thời gian, bạn cũng không nhất thiết phải nói thật nhanh, bởi như thế sẽ khiến khán giả khó bắt kịp nội dung và sẽ không hiểu hết những gì mà bạn đang muốn chia sẻ với họ. Chưa kể
người nói nhanh hay vô tình tạo cho người nghe cảm giác sự thiếu trung thực. Có thể bạn sẽ thuyết phục và lôi cuốn khán giả hơn khi bạn nói ở tốc độ vừa phải, có giọng điệu tự tin, phát âm chuẩn và rõ ràng, nhấn mạnh những từ và xen kẽ một vài khoảng lặng khi bạn muốn mọi người tập trung hơn. Tiếp theo mình sẽ nói đến lưu ý về ngôn ngữ hình thể. Nếu bạn cứ đứng yên một chỗ với cái dáng thẳng đơ thì bạn đang tự làm cho buổi thuyết trình trở nên nhàm chán và đơn điệu. Nhưng khán giả sẽ cảm thấy bực bội nếu bạn lặp lại những động tác, cử chỉ nhất định. Hãy làm chủ không gian của bạn bằng cách linh hoạt di chuyển khi trong khán phòng, tìm cách tiếp cận người nghe nếu thấy cần thiết và đa dạng hóa các cử chỉ điệu bộ. Lưu ý tiếp theo đó chính là đi thẳng vào những nội dung quan trọng. Đừng nói lan man làm thính giả không hiểu bạn muốn nhấn mạnh về vấn đề gì, nội dung chủ yếu mà bạn muốn làm, nói đến điều gì. Bạn hãy tập trung ngay vào những nội dung quan trọng mà bạn biết chắc chắn sẽ giúp bạn giành được sự chú ý của đối tác, cũng như sẽ thôi thúc khách hàng tiềm năng mua sắm sản phẩm của bạn. Cũng không nên níu kéo mọi người để cho phép mình bổ sung hoặc là sau khi buổi thuyết trình đã kết thúc. Chỉ có như vậy bạn mới có thể đủ thời gian để truyền tải hết nội dung thông tin cần thiết đến người nghe, người đọc. Tiếp theo mình sẽ phải lưu ý tiếp theo đó chính là khơi dậy sự tò mò. Trước một vài phút giải lao, bạn không nên thông báo cụ thể nội dung kế tiếp. Thay vào đó là câu nói gợi sự tò mò và mang tính mời mọc người nghe tiếp tục theo dõi. Đó chính là ví dụ như là tôi sẽ tiết lộ điều này sau một vài phút nữa. Khán giả sẽ háo hức chờ đợi bài thuyết trình của bạn ở phần tiếp theo. Và khả năng thành công của buổi thuyết trình sẽ cao hơn vì chí ít số lượng người tham gia cũng đảm bảo đủ để có sự tương tác cao giữa người nói và người nghe trong khi thuyết trình. Phần tiếp theo tôi muốn nói đến lưu ý đó chính là những minh họa. Nếu có một số vấn đề khó diễn đạt hoặc bạn cảm thấy cần làm rõ thêm, bạn hãy minh họa bằng các ví dụ hay câu chuyện ngắn gọn, xúc tích hoặc trích dẫn những tình tiết tiêu biểu nào đó, giúp khán giả hình dung rõ ràng và cụ thể hơn về điều bạn muốn nói. Bên cạnh đó, những câu chuyện dí dỏm sẽ giúp bạn làm dịu không khí long trọng hay là căng thẳng của buổi thuyết trình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những video để chiếu cho mọi người xem trong khi thuyết trình để tăng tính sinh động và hấp dẫn, thu hút người nghe hơn. Tuy nhiên, chào phúng như muối, hãy dùng cẩn thận. Nếu mình quá lạm dụng những câu chuyện như thế, bạn sẽ mất thời gian và bị thính giả đánh giá là người thiếu nghiêm túc. Lưu ý tiếp theo đó chính là chúng ta phải có kỹ năng và có kỹ năng sử dụng về PowerPoint. Bằng cách sử dụng PowerPoint, bạn có thể tạo nên những bộ khung hoàn chỉnh và minh họa bằng bản thuyết trình của mình với hệ thống biểu đồ, số liệu thống kê nhằm giúp khán giả tiện theo dõi. Bên cạnh đó, các slide được trình bày khoa học và ấn tượng sẽ thu hút khán giả hơn và giúp bạn tránh mất phương hướng trong thuyết trình. Nếu bạn khéo léo cài vào chương trình một chút âm nhạc phù hợp với không gian hoặc là một video hài hước, sinh động nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nội dung, bạn sẽ chinh phục được cả những khách hàng và nhà đầu tư khó tính nhất. Phần tiếp theo mình sẽ nói đó chính là hãy biết tạo cầu nối giữa người thuyết trình và thính giả. Đây là một điều mà khách hàng và nhà đầu tư đánh giá rất cao ở bạn. Thông thường, trong một buổi thuyết trình, bạn quá chăm chú với việc truyền tải các nội dung căn bản, còn khán giả họ lại kiếm tìm ở bạn những giá trị khác có thể gây thiện cảm và tạo niềm tin cho họ. Bởi vậy, bạn không nên quá cứng nhắc và hãy giao lưu với khán giả qua ánh mắt và cử chỉ thân thiện, cũng như những ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, pha chút hài hước, nhẹ nhàng. Theo đó là có nên phát trước bản đề cương cho thính giả. Nếu làm như vậy thì người xem sẽ hầu như không chú ý đến bạn nữa, họ chỉ chăm chú vào bản đề cương mà thôi. Một số công ty rất khôn ngoan
Chỉ sau khi kết thúc buổi thuyết trình, họ mới phát tài liệu về nội dung kèm theo địa chỉ liên lạc để người nghe xem lại và giao dịch với công ty khi cần thiết. Có như vậy, người nghe mới tập trung vào những gì bạn trình bày trong buổi thuyết trình và tất nhiên bạn sẽ đạt được những mục đích đã đề ra trước đó. Tiếp theo là chuẩn bị những câu trả lời, những câu hỏi. Đừng quên rằng bạn còn phải trả lời một vài câu hỏi khá là hóc búa của khách hàng và nhà đầu tư hoặc là những người nghe sau buổi thuyết trình. Bởi vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, bạn cũng nên học hỏi cách ứng xử khéo léo, chẳng hạn như một lời nói cảm ơn câu hỏi thú vị của quý khách và xin được trả lời rằng. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, bạn cũng khiến người nghe cảm thấy hài lòng, dễ chịu và họ sẽ dễ dàng hợp tác với bạn hơn. Thứ 15, 14, đó chính là biết thắt nút và gỡ nút sau khi thuyết trình. Trong khi thuyết trình, các khách hàng và nhà đầu tư sẽ rất khó chịu khi bạn nói về hiện tại mà không bàn đến kế hoạch tương lai, nói đến khó khăn mà không có giải pháp cụ thể, nhắc đến ngân quỹ khổng lồ mà không cho biết số tiền đó được sử dụng hiệu quả như thế nào. Hãy tỉnh táo để biết rằng mình đang nói gì, bởi sự mất bình tĩnh sẽ làm cho bạn lỡ lời hay phát ngôn thiếu chính xác. 15, đó chính là nhận thức về vai trò của bạn. Bạn là nhà thuyết trình, người góp phần đáng kể trong các cố gắng chung nhằm mang lại cơ hội mới cho công ty. Cho dù bạn không phải là nhà lãnh đạo, nhưng bạn có thể thay mặt họ phổ biến những kinh nghiệm công ty bạn đã trải qua để đạt được uy tín như ngày nay. Và quan trọng nhất là kêu gọi các khách hàng và nhà đầu tư ký kết hợp đồng kinh doanh. Và sau những lưu ý mà mình đã đúc kết ra thì mình có một số lời riêng, đó chính là nên nhớ là tâm lý mình phải thật bình tĩnh và thật tự tin, giúp bạn làm chủ được bản thân để thực hiện buổi thuyết trình thành công. Chỉ với mười mấy phút, thậm chí 5 phút ngắn ngủi đứng trên bục thuyết trình, nhưng bạn đã góp phần giúp công ty đạt được một hợp đồng hoặc là trình bày được một vấn đề cụ thể, nâng cao uy tín của mình, của bản thân, của công ty, đồng thời tạo được ấn tượng với lãnh đạo về khả năng tư duy và làm việc của bạn. Bởi vậy, hãy trang bị cho mình thật nhiều kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực thuyết trình càng tốt. Chúc các bạn sớm trở thành các nhà thuyết trình thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của mình. Và bài thuyết trình của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.